Hiện tại là 9 giờ 45 phút ngày 9 tháng 5 năm 2019. Xưởng gỗ Tùng 8 là đang trong quá trình hoàn thiện lắp cửa cho nhà một vị khách hàng ở tại Đồng Lương, Cẩm Khê. Đây là toàn cảnh ngôi nhà của anh. Khuôn viên này nó rộng này là tôi không quay bao quát hết được. Về phía bên này đây, tôi có thể toàn thể ngôi nhà rất đẹp. Thì tôi sẽ vào trong nhà và quay qua một vòng không gian nhà cho quý vị xem nhé. Đấy, chúng tôi đang trong quá trình bán những cái nẹp cửa để hoàn thiện nốt công trình này. Phần sân nhà rất rộng, phần sân vườn ở trước. Phần viên trước sân này. Đây là chuồng cửa chính, gỗ lim. Đây là phía vách ngăn cầu thang thì chúng tôi sẽ lắp cái này vào. Này có hai phòng ngủ nữa. Đây, đây là khuôn viên view.